Không ngờ Song Joong Ki tổ chức đám cưới với Song Hye Kyo lại phạm luật ở Hàn Quốc. Không biết cả hai đọc được luật lệ này chưa, rồi sẽ phản ứng như thế nào? Sáng ngày 5 tháng 7, làng giải trí Hàn, hàng triệu fan từ khắp mọi miền, truyền thông thế giới rung động trước thông tin Song Hye Kyo và Song Joong Ki sắp kết hôn. Công ty đại diện của cặp sao đã lên tiếng xác nhận về đám cưới và cho biết hôn lễ sẽ được tổ chức vào 31 tháng 10 tới. Cặp song song tổ chức hôn lễ được nhiều người chúc phúc, tuy nhiên cũng không ít người lo lắng vì Hàn Quốc từng cấm những người cùng họ kết hôn với nhau. Cụ thể, luật lệ này tồn tại từ thời Trong Song và bắt nguồn từ đạo Khổng với mục đích bảo toàn sự trong trắng trong mối quan hệ họ Hàn. Người Hàn sợ rằng người cùng họ sẽ có mối quan hệ máu mủ không biết trước được. Vì vậy, tốt nhất là không nên cưới nhau để đảm bảo trong sạch tuyệt đối. Tuy nhiên, hiện nay cuộc sống đã thay đổi nhiều, nét hiện đại văn hóa được du nhập từ nhiều nước. Thế hệ trẻ Hàn Quốc đã dần bỏ đi quan niệm này. Dù vậy, nhiều người vẫn tránh, bởi họ đâu biết được hai người đã có họ từ đời trước. Song Hye Kyo và Song Joong Ki bắt đầu cảm nắng khi đóng chung Hậu Duệ Mặt Trời. Sau khi phim thành công, tin đồn hai người phim giả tình thật nhiều lần xuất hiện. Dù cả hai luôn phủ nhận, gần đây nhất, cặp sao bị đồn đi Bali nghỉ cùng nhau. Trước tin đồn Song Hye Kyo có bầu nên cặp sao mới quyết định kết hôn, công ty quản lý của cả hai đã lên tiếng phủ nhận. Vợ cũ Huy Khánh khơi lại chuyện chồng ngoại tình với Kim Tuyến, bản thân từng muốn tự tử. Đến tận bây giờ, vợ cũ Huy Khánh, Lương Hoàng Anh vẫn không quên được nỗi đau khi bị chồng phản bội và sự căm hận với kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Vào khoảng năm 2009, vợ cũ Huy Khánh, Lương Hoàng Anh gây xôn xao dư luận khi tố Kim Tuyến chèo kéo ăn nằm với chồng mình. Khi đó, Hoàng Anh đã dành cho người thứ ba những lời lẽ hết sức nặng nề. Giữa tâm bão, Huy Khánh cũng chính thức thừa nhận mối quan hệ với Kim Tuyến. Tuy nhiên, anh cho biết mình chỉ đến với Kim Tuyến sau khi chia tay vợ cũ Hoàng Anh. Trong bài viết nhắc về người cũ, Kim Tuyến coi đây là vết sẹo trong cuộc đời mình. Cô luôn từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến Huy Khánh. Gần 8 năm đã trôi qua, nhưng vợ cũ Huy Khánh vẫn không quên được nỗi đau bản thân phải chịu khi đó. Đến tận bây giờ, Hoàng Anh vẫn căm hận Kim Tuyến. Khi nhắc lại chuyện cũ, Hoàng Anh tự xưng là Mỹ, cô viết: "Tối nay Mỹ rảnh chia sẻ chuyện bầu bí nè. Chắc các bạn nhớ hồi cuối năm 2009, âm Mỹ vụ, Mỹ tố ba Guinea bị con Kim Tuyến, nó chèo kéo ăn nằm khắp 63 tỉnh thành, từ Nam ra Bắc không? Rồi Mỹ nổi điên, Mỹ chửi trong sở thú không chừa con gì không? Lúc đó Mỹ hoàn toàn mất trí, mất kiểm soát, chỉ cần một tác động rất nhỏ từ bên ngoài là Mỹ cảm giác lửa trong người nó hừng hực lên. Trong khi con ốm gọi điện cho chồng không được, Lương Hoàng Anh stress đến mức muốn tự tử. Mọi chuyện lên đỉnh điểm là đêm đó Ginny sốt cao co giật. Mình Mỹ với ba đứa con mà không thể bỏ hai đứa nhỏ ở nhà để đưa Ginny đi cấp cứu. Gọi điện ba nó liên tục không nghe máy. Lúc đó Mỹ stress quá, như không biết mình là ai đang làm gì nữa. Mỹ không chịu nổi khi Ginny gào thét. Mỹ đã ôm con leo lên ban công tầng 3 để lao xuống. Lúc đó là 2 giờ sáng. Nếu không vì thình lình, bà lô tồ lù lù thức dậy đi xuống cầu thang, làm phản xạ tự nhiên, Mỹ leo xuống chạy đến giữ lu sợ nó té cầu thang, thì bữa nay là ăn được 6 cái đám dỗ Mỹ với Ginny rồi. Đến 6 giờ, cô bếp đến làm việc, Mỹ đưa Ginny đi khám, thì thấy mình cũng băng huyết. Lúc đó Mỹ mới biết Mỹ có thai em Ginny được 7 tuần, bác sĩ nói phải lấy thai ra vì Mỹ đã uống quá nhiều thuốc kháng sinh, thuốc trầm cảm lung tung vì không biết mình có thai. Trở lại chuyện trước đó, Mỹ biết ba Ginny đi với con kia từ cả năm trước. Mỹ đã dọn về nhà mẹ ở nhưng vẫn sống bình thường. Vì Mỹ vốn là người lì đòn và luôn làm chủ cảm xúc của mình. Không hiểu sao đến một lúc Mỹ lồng lộn, hoàn toàn mất kiểm soát khi bị tác động từ bên ngoài để vạch áo cho cả nước xem lưng. Đến khi hiểu ra rằng suốt thời gian đó mình đang mang thai đứa thứ ba mà không biết. Đáng ra mình phải bớt việc lại để giữ gìn sức khỏe. Đằng này, một mình nuôi ba đứa con, sáng 5 giờ dậy lo trường mầm non, đêm thức đến 2-3 giờ sáng đợi chồng. Mình đã tự hủy diệt thần kinh của mình, sức khỏe của mình và cuối cùng là đứa con đang chuẩn bị chào đời của mình. Có thai lần thứ ba, nhưng là đứa thứ tư ở tuổi 35, mình không may mắn có chồng chia sẻ công việc gia đình vì ba Ginny đi diễn xa nhà hàng tháng mới về một ngày và bị quá nhiều áp lực dư luận dẫn đến suy nhược thần kinh và kiệt sức. Sảy thai xong mình còn 36kg, cao 1m65. Mình đã quyết định từ bỏ hết tài sản, sự nghiệp, chỉ mang ba đứa con ra đi để làm lại từ đầu, Lương Hoàng Anh bộc bạch. Sau tất cả, vợ cũ Huy Khánh vượt qua và quyết tâm làm lại từ đầu. Nhưng mình là người rất may mắn vì có đủ nghị lực để gượng dậy làm lại từ đầu.
không phải phụ nữ nào cũng có nghị lực và bản lĩnh như mình. Với một người phụ nữ bình thường, tay bồng tay bế, bụng mang dạ chữa không có người đàn ông bên cạnh, lại phải tự thân, lo cơm áo gạo tiền, bất cứ áp lực nào từ bên ngoài cũng dễ dàng đẩy họ đến khủng hoảng thần kinh. Mị không bao giờ quên, trong một tích tắc mất trí, Mị đã từng ôm con toan nhảy lầu tự tử. Không bao giờ quên con, diễn viên Kim Tuyến, đêm đó đã làm Mị phải ôm Jenny nhảy lầu tự tử. Mị tha thứ hết, nhưng Mị không quên. Tập thể bồ cụ của cặp đôi Song Song đang làm gì khi tin đám cưới thế kỷ được công bố 5 giờ sáng nay? Khi Song Hye Kyo, Song Song Ki đang say trong câu chuyện tình tuyệt đẹp của họ, thì cư dân mạng lại tò mò về cuộc sống quanh những tình cũ của cặp đôi này. Trong đó có người đã yên bề gia thất, có người đến nay vẫn lẻ bóng một mình. Sáng nay, báo chí và cả giới showbiz xứ Hàn đều rung chuyển vì tin tức chấn động hai ngôi sao Song Hye Kyo, Song Song Ki thậm chí không thèm công bố chuyện hẹn hò mà trực tiếp xác nhận kết hôn vào tháng 10. Điều mà mọi người quan tâm hiện nay là tất cả mọi tin tức liên quan đến cặp đôi, bao gồm cả chuyện bồ cũ của họ, giờ đang làm gì, sống ra sao, chuyện tình cảm như thế nào. Lee Jung Hoon, mối tình đầu của Song Hye Kyo là nam tài tử tài hoa và đào hoa Lee Boon Hoon. Ai cũng biết cách đây khoảng 10 năm, Lee Jung Hoon và Song Hye Kyo là cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai phải lòng nhau khi cùng hợp tác trong bộ phim All In hồi năm 2003. Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm rồi kết thúc chóng vánh. Sau khi chia tay, nhiều bạn bè tiết lộ Song Hye Kyo đã đau buồn đến mức ăn mất ngủ và bị sụt cân ít nhiều. Nhiều năm sau, trong một bài phỏng vấn, Song Hye Kyo từng nói ẩn ý rằng cô chia tay vì nghi ngờ Lee Jung Hoon phản bội mình. Đó có thể là điều nhỏ nhặt hoặc một lời nói dối bé nhỏ, nhưng một người phụ nữ thì muốn biết tất cả về người đàn ông của mình. Những thứ nhỏ nhặt có thể che đậy tạm thời bằng những lời nói dối, nhưng nó sẽ trở thành vấn đề lớn trong tương lai. Tuy nhiên, đây cũng là mối tình sâu đậm và nhiều tiếc nuối nhất với Song Hye Kyo. Khi được hỏi về tình yêu khó quên nhất, người đẹp tâm sự: sau 2 năm chia tay, cô vẫn rất đau lòng khi trông thấy tình đầu của mình đi với một phụ nữ khác. Hiện tại, khi Song Hye Kyo tuyên bố kết hôn ở tuổi 35, Lee Jung Hoon đã có gia đình nhỏ hạnh phúc với người vợ là nữ diễn viên Lee Min Jung và con trai 2 tuổi. Dù vậy, trước đó chuyện tình cảm của nam tài tử cũng suýt đứng bên bờ đổ vỡ khi dính lùm xùm tình ái với các cô gái trẻ. Khá trùng hợp là trùng thời điểm này, Lee Jung Hoon cùng vợ Lee Min Jung và con trai Jung Hoon lại đang có kỳ nghỉ tại Đà Nẵng, Việt Nam sau khi Lee Jung Hoon quay phim xong. Hee Yoon Bin, sau Lee Jung Hoon, mối tình thứ hai Song Hye Kyo chính thức công khai với báo giới là nam diễn viên nổi tiếng Yoon Bin. Cả hai nên duyên sau khi đóng chung bộ phim vào năm 2008. Tuy nhiên, tình cảm của cả hai đều không phải là rung động từ cái nhìn đầu tiên mà được xây đắp sau những cảnh quay gần gũi trên phim trường, những tin nhắn quan tâm và cả những mặt tính cách tâm đầu ý hợp. Sau khi bộ phim kết thúc năm 2008, Yoon Bin và Song Hye Kyo theo kế hoạch riêng của mình nhưng vẫn nhớ về nhau. Hai người tiếp tục giữ liên lạc, cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cho đến tháng 8 2009, sau khi nhìn nhận lại tình cảm, cặp sao chính thức hẹn hò. Khoảng hơn 2 năm sau, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi trong âm thầm và chỉ xác nhận chia tay khi Yoon Bin nhập ngũ. Đúng sáng ngày 8 tháng 3, một ngày sau khi Yoon Bin nhập ngũ, quản lý của Yoon Bin và Song Hye Kyo đã xác nhận thông tin cặp đôi này chia tay vào tháng 1. Một số nguồn tin cho hay vì tình cảm của cặp đôi rạn nứt vì không chịu được áp lực dư luận. Dù vậy, Song Hye Kyo vẫn quan tâm và nhắn tin chúc bạn trai thượng lộ bình an. Trong ngày vào danh trại, cô viết: anh hãy giữ gìn sức khỏe và sống tốt nhé. Nam diễn viên cũng trả lời một cách nhẹ nhàng: cảm ơn em và hết sức xin lỗi vì để em đợi lâu. Yoon Bin vẫn đang trong mối quan hệ ngọt ngào với tình trẻ Kang Sora, cách anh 8 tuổi. Tháng 12 2016, cặp đôi bị phát hiện khi chỉ mới hẹn hò được 2 tuần. Trước thẳng thái, Yoon Bin đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ với Kang Sora và đến nay chuyện tình của cả hai vẫn rất tốt đẹp. Han Yong Won và Bi Ren, ngoài hai mối tình công khai, Song Hye Kyo còn dính tin đồn với hai nam tài tử cũng hot không kém là Kang Yong Won và Bi Ren. Năm 2004, Song Hye Kyo vướng nghi án hẹn hò với Bi Ren sau khi Ngôi Nhà Hạnh Phúc là Full House đóng máy. Đây là một trong những phim truyền hình làm nên tên tuổi của cả hai. Và vì quá ăn ý trên màn ảnh nên không ít khán giả hy vọng họ thực sự hẹn hò. Cả hai vẫn giữ tình bạn thân thiết và nhiều lần Bi Ren dù bận rộn vẫn dành thời gian đến phim trường thăm bạn gái tin đồn.
Thậm chí, Song Hye Kyo và Biren còn từng bị bắt gặp đeo đồng hồ đôi, song họ chưa một lần lên tiếng về mối quan hệ này. Hiện tại, Biren đã kết hôn với đại mỹ nữ Kim Tae Hee và tận hưởng những tháng ngày tân hôn đầy ngọt ngào. Năm 2014, Song Hye Kyo lại tiếp tục bị đồn thổi là hẹn hò Kang Dong Kwon khi ảnh cặp đôi ở Paris cùng ekip được một tài khoản chia sẻ. Trước đó, cả hai từng diễn xuất ăn ý trong phim điện ảnh và còn thực hiện một số bộ ảnh cho các tạp chí lớn. Tuy nhiên, chính Song Hye Kyo đã lên tiếng phủ nhận về tin đồn tình cảm với nam tài tử họ Kang. Vì lý do, cô đưa ra cũng tương tự như khi phủ nhận chuyện gặp gỡ Song Joong Ki, rằng cả hai đều có công việc riêng và chỉ tình cờ gặp mặt ở cùng một địa điểm. Chuyện tình của Song Hye Kyo với Kang Dong Won đến đây vẫn còn là một ẩn số. Hiện tại trong các bạn trai tin đồn và công khai của Song Hye Kyo, chỉ mình Kang Dong Won còn độc thân, tuy nhiên anh chàng cũng dính tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân khác. Park Bo Yeon và So Dam Bi, đường tình ái của Song Joong Ki xem ra lại không được đào hoa như Song Hye Kyo, nam diễn viên thừa nhận bản thân từ hẹn hò. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail hồi tháng 11/2012, Song Joong Ki thừa nhận anh từng hẹn hò với 4 cô gái làm ngoài ngành giải trí. Trong sự nghiệp diễn viên, mỹ nam cũng từng dính tin đồn với một vài người đẹp. Người tình tin đồn đầu tiên của mỹ nam họ Song là em gái quốc dân Park Bo Yeon. Cả hai có dịp hợp tác chung trong bộ phim A With Frog Boy. Nhớ khi đó, Song Joong Ki từng nói đùa rằng Park Bo Yeon là của mình trong một sự kiện tuyên truyền bộ phim này hồi tháng 10/2012 và anh muốn có tin hẹn hò với cô khi xuất hiện trong chương trình. Song Joong Ki cũng thường có những cử chỉ quan tâm ngọt ngào với đàn em ngay trước ống kính. Sau đó, từ khóa Song Joong Ki, Park Bo Yeon hẹn hò bỗng vọt lên, lọt tớp trong các cỗ máy tìm kiếm của Internet. Park Bo Yeon đã phải lên tiếng phủ nhận tin đồn nói trên. Hiện tại, Park Bo Yeon vẫn là mỹ thẩn độc thân, là hình mẫu lý tưởng của vô số chàng trai xứ Hàn. Tuy nhiên, câu chuyện phim giả tình thật giữa cô và nam ca sĩ, diễn viên điển trai Park Hoon Sin vẫn là chủ đề nóng hổi của báo chí khi cả hai từng bị bắt gặp có nhiều hành động thân mật hơn bình thường ở hậu trường quay phim. Ngoài ra, vào năm 2013, vài nguồn tin bất ngờ đưa ra nghi vấn Song Joong Ki và Song Dam Bi hẹn hò nhau. Sau loạt hình ảnh thân thiết, cả hai ngôi sao được phóng viên ghi nhận. Tuy nhiên, theo Sport Seoul, những bức ảnh nói trên được chụp trong buổi hẹn gặp đàn anh, đàn chị của Song Joong Ki trong thời điểm anh sắp nhập ngũ. Hiện tại, Song Dam Bi vẫn độc thân. Dù quá khứ có như thế nào, dù trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, thì hiện tại Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã tìm thấy nhau, yêu nhau và quyết định nắm tay nhau đi suốt những tháng ngày còn lại. Đó là một hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình và may mắn sau tất cả họ đã tìm thấy nhau.